hàm liên tục G đã được vẽ sẵn. Mình chỉ chú ý đến diện tích đường cong giữa x bằng trừ 7 và x bằng 7. Và mình sử dụng tổng Riemann để ước lượng nó. Đây là diện tích màu xanh nhạt. Sắp xếp thứ tự diện tích từ nhỏ đến lớn. Đây là ảnh chụp màn hình bài tập của Khan Academy nên mình không thể tương tác với bài tập này được. Nên là thay vì tương tác, thì mình sẽ viết số thứ tự sắp xếp chúng từ nhỏ đến lớn và một sẽ là nhỏ nhất và ba sẽ là lớn nhất. Hãy tạm dừng video và thử nghĩ về chúng, cái nào sẽ là bé nhất và cái nào sẽ là lớn nhất. Mình sẽ vẽ ra tổng riemann trái và tổng riemann phải và so sánh chúng với diện tích thật. Và mình có thể lấy số phần chia nhỏ bất kỳ mình khuyến khích bạn lấy số nhỏ thôi vì mình đang cố gắng hiểu ý tưởng tổng quát của bài. Chúng không cần phải bằng nhau. Hãy bắt đầu với tổng Riemann trái. Mình sẽ bắt đầu ở x bằng trừ 7. Và đi đến x bằng 7. Đây là hình chữ nhật đầu tiên. Đây là phần chia nhỏ đầu tiên của mình. Và nó là tổng Riemann trái. Vậy mình sẽ sử dụng giá trị của hàm số ở bên trái của phần chia nhỏ. Đó là x bằng trừ 7. Giá trị của hàm đây là 12 và đây là hình chữ nhật đầu tiên. Bạn đã có thể mượn tượng đây sẽ lớn hơn diện tích thật. Phần chia nhỏ tiếp theo sẽ bắt đầu ở đây. Đây sẽ là chiều cao. Và phần chia nhỏ không cần phải bằng nhau. Chúng thường bằng nhau nhưng mình sẽ cho bạn thấy phần không bằng nhau để bạn biết đây vẫn là tổng rime hợp lệ. Đây là ước lượng thừa. Tại vì diện tích thật mà mình cần ước lượng lại nhỏ hơn diện tích của hình chữ nhật này. Phần chia nhỏ thứ ba bắt đầu ở x bằng 3. Và mình sử dụng bên trái của phần chia nhỏ để xác định chiều cao của hình chữ nhật và bạn thấy đây là ước lượng thừa. Vậy tổng Riemann trái rõ ràng là ước lượng thừa. Tại vì hàm số này không bao giờ tăng, nó sẽ giảm hoặc nó sẽ đứng yên Vậy với hàm số như thế thì giá trị phần rìa bên trái sẽ cao như thế hoặc cao hơn những giá trị mà hàm có thể cho ra trong khoảng này của phần chia nhỏ. Và bạn có những diện tích thừa ở đây mà nó là phần ước lượng thừa. Diện tích này lớn hơn diện tích thật mà mình đang cố ước lượng. Bây giờ hãy nghĩ về tổng Riemann phải, mình sẽ vẽ những phần chia nhỏ khác. Phần chia nhỏ đầu tiên bắt đầu từ trừ 7 đến trừ 5. Mình sẽ sử dụng rìa bên phải để xác định chiều cao. Đây sẽ là hình chữ nhật đầu tiên. Rìa bên phải của hình chữ nhật tiếp theo sẽ là 0. Vậy nó sẽ ở đây. Mình có thể làm 4 hình chữ nhật. Phần chia nhỏ thứ ba Rìa bên phải của nó sẽ là x bằng 3. Nó sẽ ở đây. Phần chia nhỏ thứ tư x sẽ bằng 7. Và mình sử dụng rìa phải của phần chia nhỏ. Nhớ rằng đây là tổng Riemann phải, nên mình sử dụng rìa phải. Và bây giờ bạn có thể thấy những hình chữ nhật này là ước lượng thiếu của diện tích đường cong. vì tương tự như vậy hàm này sẽ không bao giờ tăng nó chỉ giảm hoặc đứng yên nếu mà dùng giá trị ở rìa phải nó sẽ nhỏ hơn nó sẽ không bao giờ lớn hơn giá trị mà hàm số cho ra trong tất cả phần chia nhỏ mình cứ tiếp tục ước lượng thiếu như vậy những diện tích ở ngay đây không được thêm vào nên mình có ước lượng thiếu. Nếu sắp xếp từ nhỏ đến lớn, vậy thì tổng riemann phải sẽ nhỏ nhất. Nếu ước lượng thiếu diện tích đường cong, rồi tới diện tích đường cong, và rồi tới tổng riemann trái mà ước lượng thừa diện tích đường cong.